vụ rồi các bạn ơi. Vào làm nhiệm vụ tí nha. Trời ơi, nhiệm vụ lâu lắm tôi không có làm đâu. Để tôi vào tôi xem cái này cho nào. Hôm nay có một vài cái sự kiện gì mới nữa không? Mà hình như sự kiện phá băng nó hết rồi nhá. Cái này đá này làm gì? Đổi huy hiệu phi cực chất. Chạy đủ mét mát mới. Chạy có 3.000 mét nữa. Hết rồi, sự kiện New AGE hết rồi các bạn. Không đạt nữa. Mà nó khó thật sự. Phá băng dinh quà như hết chưa? Ồ, vẫn còn này. Đang thể thực hiện, vui lòng thử lại sau. Vậy là sự kiện này kết thúc rồi. Không nhận nữa rồi các ông ạ. Chịu rồi. Vậy là sự kiện này nó kết thúc rồi. Tôi chịu, tôi đéo nhận được. Quà chơi đủ mét, đổi bùng 4. Ừ, cái này có đổi ở đâu? Để tôi xem nó đổi ở đâu cái nào. Không phải này. Không đổi được, chịu rồi. Mấy cái này tôi cũng thu nhập dần đi. Chịu rồi các bạn này, bộ đấy tôi không đạt được, không nhận được rồi. Cái nó khó quá, phá toàn xịt tôi, phá bao nhiêu lần rồi. Vẫn xịt. Cả phá tỷ lần rồi, xịt vẫn xịt. Chán kinh người đấy được. 63 này, cái cửa hàng này vào mua cái... đây cửa hàng cao cấp này, mua lấy cái này à, cái này mua rồi đúng không, mua lấy cái kính. Ok, ngày mai nữa là đủ, ngày mai nữa là sẽ đủ tiền mua cái kính tiếp, nay thì chưa thể đủ được. Vậy là sự kiện kia nó kết thúc vào hôm trước rồi. Mẹ đen nhỏ, không nhận được thế mới cay chứ lại. Đây, 27 tháng 12 đến Vĩnh Viễn. 27 tháng 12 đến mùng 9 tháng 1 à? Sao lại không nhận được ta? Hạ gục 10Q, hạ gục 10Q và chạy 3.000m. Tôi vào đây tôi xem cái này cho nào. Đấy, mẹ trông như kiểu phình ra hay không ạ? Trông như kiểu phình ra ấy. Đây, chạy bản đồ mới đây. Các ông vào đây để chạy bản đồ mới nha. Đối kháng à. Đấy, bản đồ mới đây của anh em đây, anh em nhìn đấy. Bơi vào mà ăn. Bơi vào mà ăn nhau vào mà mút. Lưu hương trên núi võ đang. Ai có ý định chọn người vợ hoặc là người chồng gì đấy. Đều biết, chịu. Toàn những cái triết lý vớ vẩn. Vào tạm đây múc cho một trận thì xem nào. Mẹ bọn nó đã đủ tiền lấy bộ kia rồi kìa. Sợ chưa? Nó đã đủ tiền lấy bộ kia rồi, tôi thì vẫn chưa đủ tiền. Thôi kệ, không sao, chấp nhận thôi. Vào múc lấy một hai trận nữa đi. Mày thích đá móng. Mặt lên này nữa. Mày này. Nhọn. Tí hơn giỏi vào trong kia. Mẹ đừng ở đây làm màu các bạn ạ. Không thua đâu. Anh nhỉ, ai thứ ba trên bốc em nhỉ. Ok, xem nhảy bản đồ nhảy chỗ nào đây. Nhảy đây đi, nhảy stadium đi. Tôi lâu rồi tôi cũng chưa nhảy stadium, nhà thi đấu. Nhảy mục này cũng được. Nhảy nhà thi đấu cũng ok nha các bạn nhé. Đây là cái Skywing của tôi. Mẹ cái này là Skywing, là bay
Sky là bầu trời, Sky là bầu trời chứ đúng không? Fly mới là bay, Sky Wing. Không biết có ai ở trong game này không? Thôi tầm này cũng phải cẩn thận. Tôi tầm này tôi chỉ sợ nó có bot thôi. Mấy con bot ở bạn có AC là được rồi. Kiếm đâu ba lô đây, ba lô đây, giáp hai nhặt đạn xong ăn chơi cho nó thích. Hai ba lô mũ ba này, tay cầm này, báo level 1 này, hợp lý, nòng level 1 này. Ô có bộ nâng cấp này không này, ui trong đây đủ quần đủ hết đồ luôn này, mẹ đéo phải đi loot ở đâu mấy cả, ngon vậy đấy. Có ba lô ba này, thiếu cái giáp ba đúng không, thiếu cái giáp ba nữa, ở đây có bộ nâng cấp thì nâng cấp lên luôn, phát luôn giáp ba luôn này. Đấy, nâng cấp phát luôn lên giáp ba, ok rồi đấy. Giáp ba này, bây giờ đi kiếm lên mấy cái hòm thính như kiểu đất thì chẳng có đồ các bạn. Nãy giờ tôi mới lút có được có một chỗ này thôi. Xem bên này xem có gì không ta. Lại bộ sửa chữa nữa hả? Lắm thế. Tôi cần một khẩu súng nữa, tôi cần một khẩu súng không ạ? Ô sao ở đây lại có một thằng này này, mẹ người hay là gì đấy, nếu biết là người hay là gì vậy, đái thật. Mẹ tự nhiên đứng như chỗ không người ạ. Hài vậy đái, cậu có khẩu spat này, cậu có khẩu spat với samba này, hài vẫn nồi ra, mẹ đang đứng. Thế đéo là có một thằng nó lảng vảng ở đấy nhỉ. Tôi còn chưa lên trên tầng trên này đâu. Shotgun, 61 viên vậy là đủ rồi đấy. Tạm thời đủ đồ để chơi rồi đấy. Khổ thân đang đứng tự nhiên này bị tôi vả cho một phát luôn ạ. Khó hiểu vậy nào ấy. Kiểu mẹ mày chuyện gì xảy ra vậy. Đéo hiểu chuyện gì xảy ra luôn ạ. Đang tự nhiên đang quay ra chết. Bây giờ tôi bắn là phải bắn vào đầu các bạn. Bắn dứt khoát vào đầu phát. Mẹ thì may ra mới là. Chứ còn cứ bắn nhờn nhờn nó kiểu đéo hơi thua. 7 bình máu rồi này. Ở đây lại có tiếp này. Lắm nhỉ, ở đây nó hay có xui nhỉ. Tôi cần tiếm khẩu MG7. Tôi cần khẩu MG7 hơn là mấy khẩu kia. Vứt bớt mấy cái phụ kiện này thì không cần đâu mà chả dùng đến đâu. Su này 99 viên đạn với băng đạn level 3 à. Khả năng tôi cứ phải nhận lấy cái băng đạn đó. Tí nữa có súng gì thì lắp. Không có thì thôi. Mà có khi lấy cái súng phun lửa cũng mạnh ấy. Nó có súng phun lửa ấy các bạn, mạnh vẫn ngồi ra vào môi cuối cầm súng phun lửa mà các bạn xả thì phê vẫn nồi luôn. Bây giờ mới xuống thằng dưới đây này, vẫn là mấy quay lên đã lút đâu, đang thiếu khẩu MG7 mà. Ừ bên này chưa lút thì sao này, bên này cũng chưa lút đâu. Hít mấy cái này đi cho nó phê. Đây nhà này chưa lút này,
Đéo lại có một thằng nó chui cho cái mẹ nó đứng im cho tôi bắn luôn ạ. À.